Đấy nhá, anh nhìn bằng chứng cho nó kỹ nhá. Cái cột nó lao vào xe em đấy nhá. Em đang đi bình thường tự nhiên cái cột lao vào nhá, chứ không phải là em đâu nhá. Vâng, chả hiểu kiểu gì thế nào này nhỉ. Chắc bác đang chụp lại để trách bảo hiểm hay sao ấy. Thế bác đi cẩn thận nhá bác ơi. Rồi cái gì này, mới tỉnh là cái thằng cu lơ xe. Nói xuống lơ tao ấy xem nào. Đây, an toàn chưa? Rồi, thằng cu lơ xe này được đấy. Tuyệt vời. Rồi một buổi chiều thu tại Hà Nội, một buổi chiều thu rất là mơ mộng với các nàng thơ. Thế nhưng mà thế nào nhỉ? Chú ơi, chú gì ơi, chú áo xanh ơi, chú chở mùa thu của cháu đi đâu đấy chú ơi. Vâng, trái hiểu các chú này chở hết các nàng thơ này đi đâu rồi đi chứ nị. Chắc mấy bà này tụ tập chụp ảnh chụp chết này, ách tắc giao thông cho nên là các chú ra hốt rồi. Mà nhìn cái quân phục kia sao tôi nhìn thấy giống quân đội thế. Rồi tiếp theo là chúng ta cùng đến với cái gì đây? Ui, cái gì này? Sao anh này quét xuống đấy? Ý giời ơi, đây là một trong những nguyên nhân mà nó tắc cống đây. Đấy, thời gian địa điểm rõ ràng nhá, có bảng xã gì đấy. Để đây được cái thằng cu này nữa này. Thế thằng cu này có cái xe chất nhỉ? Ê cu, xe mày cái xe gì mà nhìn nó ghê gớm thế? Sao xe mày phải cần nhiều bánh thế à? Người ta 4 bánh thì mình nhiều bánh thế. Đâu, tăng tốc lên nhanh xem nào. Đấy à, gạt cái đấy à? Đấy à? Trông buồn cười nhỉ, thằng cu này được đấy, có quả xe chất đấy. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một ông chú đi thi bằng xe máy. Đấy, chú hơi Cameroon rồi, đừng cho chân xuống chú. Cho chân xuống là trượt đấy. Chú vào phòng số 8 rồi. Rồi, cua sang bên này ấy, chú đừng cho chân xuống. Thôi đi đâu đấy? Ôi trời ơi. Rồi tốt nhất là chú lên ở nhà đi chú ạ. Đừng ra đường nữa nhá, đi đâu gọi Grab đi. Đừng có ra đường nữa, kiểu nó dèo cho cái thì lại khổ. Thôi, tầm tuổi này đi đâu nữa, đi đâu bảo con cháu nó đưa đi chú nhá. Rồi thằng cu kia cho xe vào bãi đỗ đi cho chú. Rồi chúng ta đến với tình huống tiếp theo đi. Rồi, một tình huống một chiếc xe màu đỏ, biển 73 đang chờ dừng đèn đỏ. 73 là ở đâu các bạn nhỉ? Rồi, đang đi rồi ấy. Đấy, ôi cái gì nhỉ? Cái gì thế? Vâng, thế là một chị gái, vâng. Thế nào này tạt đầu em thế chị ơi? Chị em phụ nữ này đau đầu lắm mà thôi tôi chả nói nữa đâu. Chả dám nói nữa, nói ra thì lại bảo đấy. Thôi chả nói. Rồi, chúng ta cùng đến với một tình huống tiếp theo, một tình huống dừng chờ đau đầu. Vâng, đấy. Cái việc dừng ở đâu ấy là việc của chị đấy, chị bảo thế. Mà không biết có phải là chị lái xe không hay là anh. Không biết là anh hay chị. Vâng, dừng quả phải nói là tuyệt vời, đẳng cấp đấy. Biển thì 88 Vĩnh Phúc. Kinh rồi, chịu rồi, Mazda mấy đây. Tuyệt vời. Đấy, dễ là chả sinh nham. Thôi, cái trường hợp này thì con nói thì nó vẫn thế thôi mà. Rồi tình huống tiếp theo đi. Cái gì này? Rồi đường đông quá ấy anh ơi. Ôi trời, thế mở cửa xe chả chú ý là tuyệt rồi. Vâng, anh mở quả này thì tôi không ai mà xử lý kịp cái pha này đâu. Đây hình như là một tình huống ở bên Tung Của Hàn Quốc thì sao ấy. Không phải bên mình. Bên mình ý thức giao thông nó tốt, nó không như này. Rồi, tình huống tiếp theo đi. Một anh Lexus biển 29 Hà Nội. Tuyệt vời. Rồi, để xem là tình huống gì nào. Đang đi trong ngõ. Trong ngõ thì phải đi từ từ đấy. Cái cơ bản đấy là phải đi từ từ. Nào các bác nhá, em thấy là hơi sát rồi đấy. Ấy. Ôi trời. Chị chưa nhỉ? Chị chưa? Sao chị rồi không nên như thế này? Vâng, thế là một bài học cho các bác nhá. Đi đứng thì giữ gìn cái khoảng cách an toàn và đấy, kiên quyết là phải giữ an toàn. Cứ đi sau mà tông mà đít nó là kiểu gì nó cũng đèn rồi đấy, khổ lắm. Thế các bác 29 này chắc là nhiều tiền nó không sợ đâu. Yên tâm, những cái pha đấy thì bình thường nhà giàu đi thế được. Chứ còn người mà không có tiền thì tôi khuyên là đừng có đi như thế nhá. Mà nhất là đi đằng trước mà có cái xe sáng mà còn chẹt vào thì thôi, cứ bán nhà đi mà đèn. Thôi rồi, chúng ta cùng đến với tình huống tiếp theo đi. Tình huống đau đầu quá. Rồi, một tình huống ở một cái cung đường mà hình như là cái khu công nghiệp gì đây. Đường nó hơi vắng, đường nó hơi lùng tùm nhiều cây. Để xem là tình huống gì nào. Trước mặt là có một cái xe tải rồi. Đường này thì có cái vị gì đâu nhỉ? Có cái gì mà phải để nói đâu. À, đây là một cái ngã ba. Ấy, có điểm bác ơi. Nó dừng rồi. 93 là ở đâu đây? Hình như là Bình Phước hay sao ấy. Ấy, lùi rồi ấy. Ui thôi, thế là tuyệt mất cái đầu xe rồi. Sao bác tài này không pim cho nó cái nhỉ? Nháy đèn loan xa lên nhỉ? Sao ông đấy lùi vào vẫn chưa biết đâu đây này. Vâng, Bắc 93 Bình Phước này máu quá, đi lùi chả để ý gì. Không biết là có cam hay không ấy. Khổ thế đấy chứ. À đấy xuống rồi. À thằng cu cháu Chiến. Trời ơi, tưởng ai, hóa ra là cái thằng Chiến hàng xóm nhà tôi. Mày đi báo quá rồi, tháng này sau này trừ hết lương. Thôi tạm biệt với cu Chiến, thì chúng ta cùng đến với một tình huống ở trong phố. Tưởng cái thằng là báo quá cơ. Rồi tình huống gì đây? Vâng, thế nào này? Ui giời, ông ấy đi ngược chéo này thì chịu ông rồi. Gặp những cái tình huống này thì tốt nhất là né thôi, chứ không chịu chả có biết cách nào mà giải quyết cả. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống mà một anh xe màu trắng, anh ấy đi vào cái làn của xe máy. Đấy, khổ thế, làn niếc loạn xà lên. Mà nhá các bác để ý nhá, đi xe mà cứ thấy một mình một đường như thế này là kiểu gì là mình cũng đang đi sai. Theo anh này ở quê mới lên nên là cũng chưa biết đâu, chưa biết là mình sai đâu. Chán lắm. Rồi tiếp theo là chúng ta cùng đến với một ông xe màu trắng. Xe gì ấy nhỉ? Hình như là Granny 10. Nhưng mà tình huống này như có rồi hay sao nhỉ, đúng không? Đây, chuẩn bị chặt này. Đây, tôi nhớ mà đây chặt. Ê, ui giời ơi, ui, bung hết cả dây rồi. Rồi ông lượn ngay đi, không nó đổ xuống thì ông này hết hơi. Vâng, bác Tài bác xuống rồi. Đấy, cái ông Granny 10 này đi có vẻ hơi bố đài. Đấy, bác Tài xe container hôm nay chắc đúng gặp hạn này. Nó đi rồi đấy, nó không dừng lại đâu, khổ lắm. Rồi, thôi chúng ta xem lại cái tình huống đấy không sao rồi. Các bác ra đường là chú ý nhá. Rồi tiếp theo là một tình huống ở trên đường cao tốc. Không biết qua cung đường nào mà có cả đồi núi các thứ đây này. À, cái đường này nó sẽ đôi cái núi này ra ghê nhỉ. Rồi, để xem là tình huống gì nào. Vâng, thế là lại một pha đi ngược chiều vượt ẩu. Ui giời ơi, vâng, xón hết ra quần rồi. Và em này em ướt hết quần, không đi được nữa. Dừng lại phải định thần mất 3 giây. Thế chứ nhỉ. Mấy cái ông này đi cứ đứng kiểu đấy, không bảo đời tài xế nó bạc thì chịu các ông rồi. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống tại một cung đường mà nó có một cái đoạn vũng nước. Đấy, cũng là ông xe tải. Ui trời ơi, cháu thấy văn hóa giao thông nào ướt hết, bác đi xe máy rồi. Không biết là bác mặc áo kia có phải áo mưa không. Bức xúc, quá là bức xúc. Rồi tiếp theo thì chúng ta cùng đến với một tình huống ở trong phố. Nào từ từ thôi nhá, có điểm lắm đấy. Ấy đấy, Mỹ bảo đi từ từ thôi. Ấy Bác kia có vẻ hơi cả cuống rồi. Và phi ngay qua tạt đầu, tí nữa thì oải cả hai. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một cung đường vành đai. Đường vành đai này thì chỉ có mấy ông đi vào làn khẩn cấp thôi đấy Mỹ. Một ông xe màu vàng, xe khách. Vàng này còn phớt trắng như bố nhà ông. Rồi tiếp theo thì này một ông xe con, chưa biết gì, chứ nhìn được xe gì. Đấy, này một ông xe màu trắng nữa, sedan. Úi giời, Audi và ghê nhỉ. Đấy, tiếp theo là một cái ông gì nữa đây, SUV. Rất nhiều ông luôn chứ không phải là ít nhá. Đấy, khổ. Cái làn đường khẩn cấp mà các ông cứ chẹp vào làm cái gì. Không biết là đằng trước có lối ra không mà các ông này vội thế. Thấy sinh nhan hình như là có lối ra, thế nhưng mà chưa đến cái điểm ra nhá. Rồi đi tít lên đây một tí này. Thế chứ nỉ này, mấy cái ông này đi đứng chán lắm cơ. Khổ thật, cứ đi vào cái làn khẩn cấp làm cái gì. Rồi chúng ta cùng đến với một tình huống ở cây xăng. Vâng, để xem là tình huống gì nào. Một anh bán xăng và một anh xe có vẻ là sang. Ê, anh vứt cái gì ra? Ê, thế nào đấy, tiền à? Một vật là giống như tiền anh ấy văng ra rồi à, chắc nhưng mà chắc là làm rơi đấy các bác nhở. Anh ấy chắc không cố ý đâu, người giàu ai thế. Ai vứt tiền vào mặt nhân viên thế bao giờ? À đâu, vứt vào mặt đâu, đâu vứt xuống đất chứ. Nó chắc làm rơi thôi. Đấy, các bác là thông cảm nhé, làm rơi đấy, nhưng không phải vứt đâu. Người lịch sự ai người ta làm như thế nhỉ. Thôi thế nên chịu rồi. Rồi thôi chúng ta cũng đến với một tình huống, một cung đường phải nói là quá là vất vả cho bà con. Một cung đường mà có cái cầu mà nó bé một cái bắt muỗi lên, bé như cái cây tăm luôn, làm cho anh này là không dám đi qua. Thế nhưng mà hình như là trong cái bài thi xe máy này tôi nhớ có cái đi qua cái đường hẹp như này nhỉ. Nhưng mà anh này vẫn chưa đủ can đảm. Đi thi xe máy thì nhiều khi là toạch cái thì không sao, chứ ở đây này toạch cái thì để xuống tít, xuống hạ lưu mà tìm. Vâng, anh ấy đã chọn cách là cầm một cái đuôi xe máy, nhưng mà hơi khó đi đấy. Có ai qua hỗ trợ không? Ở đây có mấy bác mấy chú là gì qua hộ đây rồi, mấy bác mấy cô đây rồi. Cầm cho nó cái đầu coi. Đấy thì mới qua được. Ui giời ơi, khổ thế đấy bà con. Ây, vùng sâu vùng xa khổ thật đấy. Vâng, và vừa rồi là những cái nội dung hay ho nhất em gửi tới các bác trong video ngày hôm nay rồi. Nếu các bạn thấy nội dung của em hay ho, có giá trị hữu ích, giải stress cho mọi người thì anh nhớ nhấn nút đăng ký, nhấn nút hình quả chuông và bình luận phía bên dưới video để ủng hộ cho Ừ Thì Xe nha. Và sẽ là có thật tên lẻ muốn mời em một ly cà phê thì có thể ủng hộ cho chương trình qua số tài khoản em để bên dưới phần mô tả và trên màn hình đây các bác nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong các video hay ho lần sau. Xin chào.